Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay là tôi sẽ thực hiện một cái video cùng lại con gấu của tôi. Đấy. Là hôm nay tôi sẽ nhuộm cho nó một cái màu lông mới hoàn toàn luôn. Bây giờ màu lông của nó là màu lông là nâu đỏ. Đấy. Thêm một tí trắng nữa. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ nhuộm cho nó một cái màu rất là đặc biệt, đó chính là màu xanh da trời. Đây. Ở đây thì tôi đã mua một cái lọ gôm xịt tóc, nhuộm tóc tạm thời. Đấy. Xịt cái này lên là sẽ ra một cái màu rất là mới luôn. Nhưng mà chỉ sau một lần gội là sẽ bay màu hết. Nên là hôm nay là mua về đây để nhuộm cho con gấu. Gấu ơi, này đây, nó lại ra vườn ông nghịch kìa. Con này cứ lần nào mà cho đây là y rằng ra vườn nghịch đất rồi đi tè bậy đính tình. Vào đây gấu ơi. Gấu, vào đây, come on. Vào đây. Nhảy vào đây. Ê, vào đây nhộm tóc. Nhộm lông. Vào đây nhộm lông, gu. Go. Vào đây. Lên. Đấy. Lại đi vệ sinh tiếp đấy. Chuyên gia. Toàn tìm gốc cây xong đi tè bậy lại. Đi vào đây. Nè, tuổi về rồi. Vào đây. Gấu ơi, đi đây. Này. Qua lại. Lại đây. Mày ngồi xuống ngay đây để tao nhuộm lông cho mày. Rồi, bây giờ các bạn nhìn kỹ nhá. Lông của nó này. Đấy. Đây cho anh. Tôi sẽ cho nó một cái màu xanh rất là đẹp. Lại giữ cho anh con này nghịch lắm. Năm xuống. Đấy, nằm xuống đấy. Rồi. Bây giờ là sẽ xịt thì cho nó này. Đấy. Như kiểu đang phun sơn. Thơm vãi. Đấy, nằm nguyên đấy cho anh sơn. Đấy, đổi lông đấy. Màu lông của nó sẽ là màu xanh. Chất phải. Giống đang sơn quá các bạn. May là con này nó ngoan, nó nằm nguyên cho tôi sơn. Không phải sơn mà là nhuộm lông. Không thể gọi nó là tóc được bởi vì đây là lông chó. Rồi, mới hết một lọ thôi. Sơn tiếp. Đấy, gấu bây giờ xanh lét. Rồi, hết mất rồi, vẫn còn mấy lọ nữa, lại đây lấy. Rồi, đi lại đây. Lại đây gấu ơi. Lại đây nhuộm tóc, anh lên. Lại đây. Qua lại. Con này hư lắm các bạn. Đứng nguyên nào gấu. Đứng nguyên để tao nhuộm lông đuôi cho mày. Rồi đưa cho anh lọ nữa. Đây này gấu. Dạ đây. Nè đây nhộm nút. Siêu trường xanh. Tuy nhiên cá mập. Cuối cùng thì là tôi đã nhuộm xong cho con gấu nhà tôi. Bây giờ xanh lè luôn. Nhưng mà nó chưa khô, tí nó khô nó mới xanh nữa. Gấu ơi, lại đây. Come on. Lại đây gấu. Đi lại đây. Đi lại đây gấu. Đây. Come on. Đây. Gấu. Đi vào đây. Đấy, nó lại ra vườn không nghịch các bạn. Đi vào đây, nên không hỏng hết màu lông bây giờ, tao vừa mới nhuộm cho mày xong, bây giờ mày ra mày quần cây cỏ nó dính hết ra cây, đi vào đây. Ê. Nhìn nó xanh lè luôn. Đấy đây có. Đấy, come on. Ai mà không biết giống kiểu này, cứ tưởng là tôi xịt sơn lên lông nó nhưng không phải. Ôm bốt tóc. Đấy đây. Xanh hết lên và nó sẽ bóng.
rồi. Đấy. Nó khô vào thì nhìn màu nó sẽ rất là đẹp. Tôi là không mua nhiều để xịt cho đẹp bên trong các bạn này. Đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ sẽ phủ hết cái lớp xanh này bên ngoài. Có bạn đi vào đây. Vào đây. Này, đi vào nhà. Mày biết ở Việt Nam bây giờ rất là nhiều trộm chó không? À. Nhưng mà nó thật các bạn là con này nếu mà trộm chó nó trộm thì chắc là nó đi nó bán chứ nó không giết thịt con này được. Bởi vì là chó đẹp như này nhè, với lại không thằng nào đủ tuổi mà bắt trộm được mày đâu các bạn. Yên tâm, mà mình đừng ngu mà chạy ra ngoài kia là trộm nó bắt luôn đấy. Đó. Óc chó. Thế tôi hỏi bạn đây là có phải óc chó? Con này là óc chó. Với nó là chó mà. Tôi sẽ để cho cái bộ lông này của nó tồn tại khoảng tầm 1 2 tiếng nữa tôi tắm cho nó. Để cho con này bẩn mấy ngày rồi nên là bây giờ là tiện thể là đang bẩn thì là nhuộm cho nó lại cái màu lông tí để nghịch để cho các bạn xem. Xem là khi mà con gấu nhà tôi nó đổi một cái màu khác thì nó như thế nào. Thì bây giờ nó đổi xong màu tôi thấy rất là đẹp, đẹp vãi trường luôn. Tí nữa thì cho nó nghịch tí và tắm cho nó sạch. Tổng cộng nó mất 6 lọ này. Màu xanh hết à. 6 lọ nhưng mà vẫn chưa xịt hết được. Đây bây giờ ngồi chơi con gấu này. Đây đưa đây gấu, đây. Anh em bây giờ cứ đáp là nó chạy kia nó nhặt nó cầm lại thôi à, nhìn đấy. À rồi rồi nhé, đáp rồi. Này gấu ơi, này đây nhá, của mày này, bây giờ đáp này. Gấu ơi, đây. Đáp này, này, nhìn đây này. Gấu ơi, qua đây. Đáp này. Bây giờ là đi tắm cho nó sạch. Cái nhìn này bây giờ nó nhếch nó bẩn quá. Ê, cảm ơn. Đấy, tắm. Ngồi xuống. Tắm xuống đây. Bỏ chợ đây ra ngoài. Anh cứ tắm được không Thành? Ở đây. Ngồi xuống. Bây giờ tôi sẽ tắm cho con gấu. Rồi. Cho xà phòng vào cái là trôi hết màu luôn. Đấy các bạn thấy không? Cho xà phòng vào này. Ra hết màu luôn này. Coi như là không còn màu. Tắm cho nó lâu lắm. Không nhanh. Đấy. Giờ lại trở về màu lông nguyên bản. Tắm cho gấu. Con này tắm cho nó kiểu gãi này, nó massage nó sướng, nó nằm nguyên cho tắm. Nó không phá. Là bao nhiêu màu các bạn? Đấy, sắp sạch rồi các bạn. Tắm từ nãy giờ 15 phút rồi vẫn chưa xong. Con này nghỉ lắm. Tắm cho con gấu xong nhưng mà vẫn còn ướt chưa sấy được bởi vì là tôi không cầm máy sấy ở đây, tí nữa sẽ cầm nó về nhà để sấy ở nhà cho nó khô chứ bây giờ ướt quá. Đấy, bây giờ là sạch sẽ rồi, trở về màu nguyên bản, màu nâu đỏ, không còn màu xanh da trời nữa. Ai bảo còn mũi à? Mũi tí nữa về nhà lau, lấy khăn ướt lau mũi nó vẫn bẩn tí này nhưng mà không sao, tí nữa về nhà lau rồi sạch rồi. Đấy, chơi đây, tí nữa cho về nhà sấy. Huy đang đánh cái chỗ mà lúc nãy mà sơn ra đấy, ám xuống dưới nền gạch, bây giờ nó đang đánh sạch rồi. Cái này đánh tí là sạch. Con này chuyên gia rụng lông luôn, rụng rất là nhiều lông luôn. Lần nào tắm nó cũng rụng cực kỳ nhiều lông này. Nhìn này, tôi vo tay ra đầy lông của nó này. Đấy, toàn lông của gấu, đậu xanh này, quần áo tôi này. Toàn lông. À. Rồi. Bây giờ cho nó chơi một tí rồi cầm về nhà sấy cho khô. Rồi, tôi vừa mới tắm sạch con gấu xong, bây giờ đang ngồi sấy cho nó hơn tiếng đồng hồ rồi nhưng mà vẫn chưa khô cái cổ. Lông bây giờ sạch này. Tôi vừa mới tắm sạch sẽ cho con gấu xong đấy, lông nó lại trắng như bình thường rồi.
tắm mất công quá. Giờ sạch sẽ rồi. Nhưng mà không đẹp trai như lúc nãy đẹp trai hơn. Đấy, tôi thích nó kiểu màu mè cơ. Nhưng mà thôi, nghịch thế thôi. Bây giờ là cho trở về lông nguyên bản. Đấy, tắm sạch sẽ rồi. Nằm ở đấy chơi đi. Nằm ở đấy chơi đi. Đấy, rồi. Gõ chó. Rồi. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip tôi hãy ủng hộ video của tôi bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nha. Bye bye.